Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất sau đây là nội dung chi tiết. Lãnh đạo NATO lên tiếng việc mở đường cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Tổng thư ký NATO cho rằng Ukraine nên được phép tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây vì đây là hành động tự vệ nhằm đáp trả những bước tiến của Moscow gần Kharkov. Các đồng minh có quyền quyết định những điều kiện nào họ sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đó không phải là quyết định của NATO mà là quyết định của từng đồng minh. Nhưng tôi đã nói rằng đã đến lúc phải xem xét liệu việc dỡ bỏ một số hạn chế về sử dụng vũ khí có phải là hành động đúng đắn hay không. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại phiên họp của NATO hôm 27 tháng 5. Hiện tại, chúng ta thấy rằng tình hình ở khu vực tiền tuyến và đường biên giới ít nhiều giống nhau, đặc biệt là ở vùng Kharkov, Tất nhiên là nếu Kiev không thể tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga, điều đó sẽ chói một tay của Ukraine và khiến họ rất khó phòng thủ, ông Stoltenberg cho biết. Theo Tổng thư ký NATO, Ukraine đang bị tấn công từ lãnh thổ Nga bằng tên lửa, không kích, pháo kích và họ khó đáp trả vì những hạn chế đối với một số loại vũ khí mà họ có thể sử dụng. Ông nhấn mạnh hành động của Kiev là tự vệ một số đồng minh đã dỡ bỏ các hạn chế cho phép Ukraine tự vệ tốt hơn và tôi nghĩ đã phải đến lúc cân nhắc việc dỡ bỏ các hạn chế khác để giúp họ tự vệ trong giới hạn của luật pháp quốc tế người đứng đầu NATO nói đồng thời cho biết 99% vũ khí được các nước NATO cung cấp cho Kiev Tổng thư ký NATO tuần trước tuyên bố đã đến lúc các thành viên của liên minh do Mỹ dẫn đầu nên xem xét lại chính sách của họ và cho phép Ukraine tự do sử dụng vũ khí phương Tây để tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Các đồng minh của NATO đang thảo luận về lời kêu gọi của Kiev nhằm bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Nghị sĩ Anton Hofreiter thuộc đảng xanh của Đức gần đây đã lên tiếng ủng hộ ý tưởng này nhằm bảo vệ dân thường Ukraine. Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Zohar Chemnyev cho biết Mỹ đã bắt đầu thảo luận về quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Washington nhằm tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Mỹ và các đồng minh khẳng định họ buộc Ukraine phải cam kết chỉ dùng vũ khí viện trợ của phương Tây bên trong lãnh thổ. Tuy nhiên, gần đây, Anh đã trở thành thành viên NATO đầu tiên tuyên bố không phản đối Ukraine dùng vũ khí viện trợ để nhắm vào lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần trước phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng Washington sẵn sàng thảo luận với Kiev về khả năng sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông phản đối Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây nhằm vào lãnh thổ Nga. Ông Scholz nói rằng Đức đã đưa ra các quy định rõ ràng cho Ukraine về việc cấm sử dụng vũ khí của Đức trên lãnh thổ Nga và ông thấy không có lý do gì để thay đổi điều này. Thủ tướng Đức nói thêm rằng chính sách của ông là ngăn chặn xung đột leo thang thành một cuộc chiến quy mô lớn. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cùng các quan chức nước này đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Tổng thư ký NATO về việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí phương Tây, cảnh báo không nên leo thang căng thẳng với Moscow. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu Mỹ tấn công mục tiêu của Nga, điều đó đồng nghĩa với việc khơi mào cho một cuộc chiến tranh thế giới mới. Các nước Baltic có thể đưa quân sang Ukraine mà không chờ NATO. Nghị sĩ các nước Baltic tuyên bố rằng gửi quân tới Ukraine nếu lực lượng nga giành được thành công đáng kể trên chiến trường này. Báo Der Spiegel đưa tin. Theo tờ báo của Đức, cảnh báo này được đưa ra tuần trước tại hội nghị Leonard Mary diễn ra ở Tallinn, thủ đô Estonia. Der Spiegel không nêu tên quan chức nào và cũng không cho biết họ đại diện cho quốc gia nào, chỉ cho biết họ bày tỏ lo ngại về chính sách hiện tại của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đối với xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Scholz từ chối cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Đức cung cấp để tấn công vào Nga, tương đồng với lập trường của Mỹ. Theo Der Spiegel, các quan chức vùng Baltic lo ngại chính sách như vậy là nỗ lực nửa vời khi hỗ trợ Ukraine và có thể giúp Nga chiếm thế thượng phong ở Ukraine. Họ nói rằng nếu Moscow giành được kết quả đáng kể ở miền đông Ukraine, chính phủ của họ và Ba Lan có thể đưa quân vào vùng xung đột trước khi Nga đưa quân đến biên giới của họ. Theo Der Spiegel, lý lẽ của những quan chức này là cách đối xử kiềm chế với Moscow có thể phản tác dụng, từ đó khiến tình hình càng leo thang. Giống như Ukraine, các nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva trước đây thuộc Liên Xô Họ là những thành viên quyết liệt nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong việc thúc đẩy liên minh quân sự này tăng cường hỗ trợ Kiev vì lo ngại Nga sẽ tiếp tục đưa quân sang quốc gia khác sau khi chiến thắng ở Ukraine. Cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, những nước đó nhiều lần ngụ ý việc họ không loại trừ khả năng gửi quân NATO tới Ukraine. Các quan chức ở Estonia gần đây đã gửi tín hiệu rằng nước này có thể đưa quân của họ sang Ukraine để thực hiện những công việc phi chiến đấu, để Ukraine tập trung người cho tiền tuyến. Bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva chưa phản hồi về đề nghị bình luận thông tin này. Bài báo của Der Spiegel xuất hiện vào thời điểm Nga vừa triển khai một cuộc tấn công mới ở phía đông bắc Ukraine, tiến vào thành phố Kharkiv và chiếm giữ một số khu định cư gần đó. Các nhà quan sát quân sự cho rằng Moscow không thể giành quyền kiểm soát Kharkiv với nguồn lực mà họ đã triển khai ở đó cho đến nay, nhưng cũng khiến Kiev phân tâm và buộc phải chia nhỏ thêm lực lượng. Trên mặt trận trí ở miền Đông, Ukraine chật vật trong nhiều tháng để kìm hãm bước tiến mạnh mẽ của Nga khi nguồn cung vũ khí từ Mỹ suy giảm. Viện trợ từ Mỹ đã được nối lại sau nhiều tháng bế tắc trong quốc hội, nhưng Kiev cho biết vũ khí và khí tài của phương Tây thường đến quá muộn để họ có thể xoay chuyển cục diện cuộc xung đột trong khi tình hình liên tục thay đổi. Trong khi đó, các nước láng giềng thêm lo ngại sau khi Bộ Quốc phòng Nga soạn dự luật đề xuất thay đổi biên giới trên biển với Phần Lan và Litva từ tháng 1 năm 2025. Dự thảo được tải trên trang web cơ quan đăng ký luật của Nga đầu tuần trước nhưng sau đó đã bị xóa. Ngày 23 tháng 5, các quan chức Tallinn nói rằng Moscow đã dỡ bỏ 24 trong số 50 phao đánh dấu biên giới giữa Nga với Estonia trên sông Nava. Ngày 26 tháng 5, 6 quốc gia NATO gồm Na Uy, Ba Lan, Phần Lan, Estonia, Latvia và Litva cho biết sẽ xây dựng bức tường không người lái, sử dụng máy bay không người lái và các công nghệ tiên tiến hơn để củng cố biên giới của họ với Nga. NATO lên kế hoạch bức tường drone đối phó Nga. Các quốc gia NATO có chung đường biên giới với Nga đang lên kế hoạch cho một bức tường drone nhằm đối phó với các đe dọa từ Nga. Theo báo Financial Times, 6 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệu ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang lên kế hoạch phát triển một bức tường drone nhằm bảo vệ biên giới của họ trước Nga sau một loạt động thái khiêu khích tại khu vực biên giới giữa một số nước này với Nga. Theo đó, các bộ trưởng từ Phần Lan, Na Uy, Ba Lan cùng bộ trưởng ba quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania hồi cuối tuần nói rằng họ đã thảo luận về một hệ thống phối hợp các thiết bị bay không người lái drone dọc biên giới các nước nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu và các hành động khiêu khích hơn nữa từ Nga, đồng thời hỗ trợ việc phòng thủ an ninh. Đây là một ý tưởng hoàn toàn mới, một bức tường drone từ Na Uy đến Phần Lan, đặt mục tiêu sử dụng drone và nhiều công nghệ khác nhằm bảo vệ biên giới của chúng ta trước những khiêu khích từ các nước không thân thiện và ngăn chặn buôn lậu. Bộ trưởng Nội vụ Latvia Annie Bilotati nói với hãng tin Baltic News Service. Theo báo Financial Times, cả 6 quốc gia thuộc NATO nêu trên đều đang phải đối mặt với các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga trong nhiều năm qua và các tháng gần đây, bao gồm các biện pháp phi quân sự. Phần Lan cáo buộc Moscow vũ khí hóa làn sóng di cư trong bối cảnh ngày càng nhiều di dân từ các quốc gia khác đến nước này, bao gồm cả từ Syria và Somalia. Vào tháng 4, chính phủ Phần Lan thông báo gia hạn việc đóng cửa các cửa khẩu với Nga cho đến khi có thông báo mới. Các chi tiết về thời gian và cách thức hoạt động của bức tường drone không được cung cấp. Bộ trưởng Nội vụ Latvia Bilotati cho biết mỗi quốc gia được đề cập cần phải xử lý một số việc nội bộ, đồng thời gợi ý các quỹ của Liên minh châu Âu-EU cũng có thể được sử dụng cho việc này. Cuộc chiến tại Ukraine cho thấy tầm quan trọng của drone khi cả Ukraine và Nga đều vận dụng loại khí tài này trong các cuộc tấn công. Trong bối cảnh đó, nhiều nước NATO cũng đã thành lập hay tăng cường đơn vị tác chiến drone của họ. Bên cạnh đó, thì 6 quốc gia NATO nêu trên cũng thảo luận về việc sơ tán dân thường trong trường hợp xảy ra xung đột. Các quan chức Phần Lan bày tỏ ngạc nhiên khi Kiev vẫn để dân thường ở lại tiền tuyến hoặc gần các nơi có giao tranh.